Tối qua ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa Xuân Dâng Đảng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, Hà Nội và người dân thủ đô. Chương trình diễn ra trong 90 phút gồm 3 nội dung chính: Mùa Xuân Dâng Đảng, Đất Nước Bốn Mùa Hoa, Tình Ca Mùa Xuân, với những ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca Đảng Cộng sản Quang Vinh, Bác Hồ Kính Yêu, Mùa Xuân Mới, như Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi, Lá Cờ Đảng, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, Đất Nước Tình Yêu, Người Là Niềm Tin Tất Thắng, Đất Nước, Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác. Chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khẳng định vai trò uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua.